Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay đó là chiều ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 3 giờ rưỡi chiều Ở Việt Nam, các bạn đã bước qua ngày thứ hai rồi, lại một tuần mới các bạn Và trong video này đó, Thuận đương nhiên sẽ thời gian để mà chia sẻ những cái tin tức nổi bật với các bạn Chúng ta sẽ nói về những cái sự kiện chúng ta cần phải quan tâm đến trong tuần này Và chúng ta cũng sẽ nói tới cái thông tin là tuy là cái nợ trần đó đã coi như xong rồi các bạn Nhưng mà ngày mai đó, Bộ Tài chính sẽ có một hành động có thể có sự ảnh hưởng đến thị trường tài chính nói chung đó là hành động gì thì chia sẻ với các bạn trong video này và chúng ta cũng biết là cuối tuần này đã có cái cuộc họp của cái nhóm OPEC Plus những quốc gia mà xuất khẩu nhiều dầu thì họ cũng đã có quyết định liên quan tới sản lượng dầu sẽ như thế nào và họ đã quyết định là tiếp tục cắt giảm chi tiết như thế nào chúng ta cũng sẽ nói tới trong video này và chúng ta cũng sẽ dành thời gian để mà nói về một số thông tin on chain các bạn Hiện bây giờ đó, giá của BTC đã ở cái mức khoảng chừng 27.000 đô trong vòng 3 tuần qua rồi Thì tài liệu on chain cho chúng ta thấy những gì Và cộng một số những thông tin nổi bật khác Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu Nhưng mà chúng ta trước hết đó, hãy nhìn vào tình hình chung của hợp đồng tương lai như thế nào Hiện bây giờ đó thì các bạn thấy được là hợp đồng tương lai của chính phủ Hoa Kỳ đã mở cửa rồi Và cũng không có nhiều sự thay đổi các bạn Chúng ta thấy được là chỉ số Dow Jones thì tăng nhẹ 0.18% S&P Futures thì tăng tăng 0.08 và Nasdaq Future thì xuống 0.04 cũng chưa có gì đặc, biệt lắm các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được tình hình của dầu đó thì hôm nay tăng 3.14% một phần là tại vì chúng ta đã nhận được cái thông tin tiếp tục các giảm sản lượng dầu đến từ cái nhóm OPEC Plus mà chúng ta sẽ chia sẻ chi tiết một lát nữa rồi con vàng thì sao các bạn vàng đó thì hôm nay xuống 0.24% các bạn hợp đồng này đó bây giờ mức là 1.964 đô cho một ounce vàng còn về crypto đó thì chúng ta thấy được là BTC mức hơn 27.000 đô hiện tại. Nói chung đó thì trong vòng 24 giờ qua chúng ta có thể nhìn thấy được là tổng số vốn hóa tăng 1.1%, BTC tăng cũng cỡ đó các bạn. Những đồng lớn khác thì cũng tương tự vậy mà thôi. Chúng ta có XRP tăng 4.3% và chúng ta nhìn tổng quát Thấp 100 đồng đó thì các bạn sẽ được là phần lớn ngày hôm nay là màu xanh. Chúng ta có Luna Classic các bạn tăng 33% ngày hôm nay rồi kế đó là Fcoin tăng 8.1%. Nói chung hôm nay là một ngày cũng rất là tốt trong thị crypto này các bạn. Nhưng mà nói tới thông tin á thì tuần này là một tuần mà khá là im lặng. Chúng ta có thể nhìn thấy được là những cái sự kiện lớn lên lực thì không có là bao nhiêu hết các bạn. Và chúng ta nên hiểu đó là hiện bây giờ còn khoảng chừng 10 ngày nữa là sẽ đến cái cuộc họp kế tiếp của Fed các bạn và Fed đã đi vào thời kỳ gọi là thời kỳ im lặng hay là blackout các bạn. Đây là một cái thời kỳ mà những quan chức của Fed sẽ không thể phát biểu công khai nữa cho đến khi nào mà họ xong cuộc họp rồi đó là sẽ bắt đầu có thể phát biểu trở lại vào ngày thứ năm sau khi đã họp. Có nghĩa là sau ngày 14 tháng 6 đó là lý do tại sao mà các bạn thấy à, tuần nào là chúng ta cũng có nhiều cái à, thông tin là người này của Fed lên phát biểu, người kia của Fed chấp nhận phỏng vấn nhưng mà tuần này lại không thấy các bạn và thậm chí từng sau cũng như vậy cho đến khi nào các bạn cho đến chúng ta có cái cuộc họp FOMC của Fed bắt đầu từ ngày 13 và sẽ kết thúc ngày 14 và đó cũng là ngày mà sẽ công bố lãi suất và chúng ta lại nhận được một thông tin rất quan trọng đó chính là Core CPI phần trăm lạm phát của Hoa Kỳ và CPI đây là chỉ số sẽ được chia sẻ vào ngày 13 các bạn nghĩa là ngày đầu tiên mà những người quan chức của Fed sẽ họp để nói về lãi suất thì có một số bạn hỏi thuận là có ai biết trước những chỉ số như là Core CPI hay là CPI hay không thì cũng cho là có các bạn và những quan chức của Fed sẽ nhận được thông tin này theo thường nhớ là 12 giờ đồng hồ trước khi mà công bố với lại à, công chúng nhất là những lúc mà chúng ta thấy như là tuần sau đó khi mà đang họp thì lại có thông tin liên quan tới uh, CPI thì uh, để cho những quan chức của Fed có thời gian để đọc tài liệu rồi sau đó mới đưa ra quyết định liên quan tới lãi suất họ sẽ biết sớm hơn 12 giờ đồng hồ đó là những gì mà chúng ta sẽ nhận được không phải tuần này mà tuần tới nữa các bạn và ngay thời điểm bây giờ đó 74.7% là nghiêng về Fed sẽ ngưng tăng lãi suất trong cái cuộc họp kế tiếp này và đương nhiên chúng ta rất quan tâm đến lãi suất của Fed tại vì nó ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu và nó ảnh hưởng đến dòng tiền đi vào những cái tài sản và đương nhiên trong đó có cả crypto các bạn chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi thông tin này nhưng mà cho dù là tuần này chúng ta không thấy có nhiều những sự kiện tài chính lên lịch Có một số những cái chỉ số thường sẽ chia sẻ khi mà có Nhưng mà cũng không phải là quan trọng lắm đâu các bạn Quan trọng nhất vẫn là tuần sau khi mà chúng ta có chỉ số phần trăm lạm phát CPI Nhưng mà trong tuần này đó chúng ta lại có một cái sự kiện quan trọng bắt đầu từ ngày mai Thì chúng ta cũng đã biết là ngày hôm qua đó, Tổng thống Joe Biden cũng đã ký cái thỏa hiệp nợ trần Nó chính xác hơn đó, đây là một cái thỏa hiệp đình chỉ nợ trần cho đến tháng 1 năm 2020 có nghĩa là đây là một cái thỏa hiệp cả hai bên à, bên đảng dân chủ thì cũng đã chấp nhận là sẽ giảm một số chi tiêu à, nhưng mà nợ trần đó sẽ chi hoãn lại tới năm 2025. có nghĩa là trong thời gian này bộ tài chính vẫn có thể bán công trái phiếu để tiếp tục vận hành quốc gia các bạn và tiếp tục có chi tiêu cho người ta về hưu có chi tiêu để mà trả lương cho nhân viên nhà nước vân vân à, và đương nhiên có tiền để tiếp tục có thể trả lãi suất cho những cái nợ trước đây nói chung đó thì mọi người cũng đã thở phào nhẹ nhõm rồi cái rủi ro vỡ nợ coi như đã không còn nữa và chúng ta đã thấy được là ngày thứ sáu đó chứng khoán Hoa Kỳ rất là xanh và hầu hết những thị trường đều xanh luôn trong đó chúng ta có cả crypto nhưng mà bây giờ đó thì việc nợ trần coi như đã bỏ qua một bên rồi các bạn nhưng mà điều kế tiếp chúng ta phải nghĩ đến là bộ tài chính sẽ làm gì và chi tiết hơn là bộ tài chính sẽ bắt đầu bán công trái phiếu các bạn tại vì chúng ta đã thấy được là nếu như mà muốn tiếp tục có tiền thì cần phải tiếp tục vay mượn có nghĩa là bán công trái phiếu của Hoa Kỳ và bộ tài chính sẽ lên lịch để mà bán hơn 1.000 tỷ đô la T-bill các bạn T-bill hiểu đơn giản đây là những công trái phiếu ngắn hạn ở Hoa Kỳ thì 1.000 tỷ đô la công trái phiếu sẽ được bán ra thị trường điều này có nghĩa là gì các bạn tại sao chúng ta cần phải quan tâm Và chúng ta đã thấy được là cái phần đầu tiên Đương nhiên không phải bán một lúc rồi Mà phần đầu tiên đó là sẽ bắt đầu bán ngày mai à, Tổng cộng sẽ có 170 tỷ đô la các bạn Sẽ được uh, bắt đầu bán lên trên thị trường Và nhiều người đó lo lắng về cái sự kiện này có hai cách suy nghĩ các bạn Nhưng mà trước khi mà chúng ta tiếp tục nói tới những chi tiết Trong video ngày hôm nay chúng ta cũng có một nhà tài trợ Đó chính là XCAT Network Xcat Network đang tiên phong trong cuộc cách mạng What You Earn dành cho 2,1 tỷ người dùng trên YouTube đang hoạt động cho phép người hâm mộ kiếm phần thưởng bằng chính token của người sáng tạo nội dung khi mà xem kênh yêu thích của họ trực tiếp trên YouTube và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay bạn có thể thấy plugin Xcat Network trên Google Chrome Store các bạn có thể nhấn thêm vào chương trình duyệt của bạn hoặc bạn cũng có thể tải ứng dụng trên Android phiên bản iOS sẽ có sớm sau khi mà thêm xong đó bạn vào đăng ký tài khoản mới bằng email của bạn Mã xác nhận Verify Code sẽ được gửi vào email của bạn Bạn nhập code xác thực và nhấn Verify Để kích hoạt tính năng Watch Earn, bạn cần mua một NFT như là ở đây. Thao tác mua cũng đơn giản như là bạn mua các NFT trên các marketplace thông thường khác. Mỗi NFT như bạn thấy cũng có các thông số ảnh hưởng đến số lượng token mà bạn kiếm được khi xem video. Nói chung các thông số này ra từ 1 đến 10, nó càng cao thì càng tốt. Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết các thông số này trong tài liệu chi tiết của dự án. Bây giờ thì bạn đã có thể xem video trên youtube của các youtuber đã đăng ký ở đây để kiếm phần thưởng. Đây là nơi mà bạn sẽ thấy thống kê phần thưởng của mình được hiển thị sau khi xem các video. Đây là nơi mà bạn sẽ thấy thống kê phần thưởng của mình được hiển thị sau khi xem các video Trong đó chúng ta có Pending Views, cái số video bạn đã xem NFT Views, NFT Earnings, Unclaimed Play Tokens Xcat Network có nhiều tính năng khác Nếu mà nào quan tâm muốn tìm hiểu đó thì có thể cài plugin hoặc tải app trên Google Play để trải nghiệm và tham gia Link tải plugin như thường lệ sẽ nằm ở dưới phần mô tả của video này Đó chính là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay, Xcat Network Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục trở lại với những thông tin ở bật trong video này. Có hai cách suy nghĩ các bạn, cách suy nghĩ đầu tiên. Thứ nhất đó là khi mà chính phủ Hoa Kỳ bán công trái phiếu có nghĩa là họ sẽ đưa công trái phiếu đó cho cái người mua và người mua sẽ đưa tiền cho họ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tiền bị rút về Bộ Tài chính và nhiều người cho cái con số mà Bộ Tài chính sẽ bán trong thời gian khoảng chừng một năm tới đây đó nhiều như vậy thì liệu thị trường có đủ tiền để có thể mua những công trái phiếu này hay là không và nếu như mà người ta dùng tiền mua công trái phiếu của Hoa Kỳ đó thì sẽ không còn tiền đó để đầu tư nữa thì có phải sẽ ảnh hưởng xấu đến những cái tài sản hay không trong đó chúng ta có cổ phiếu chúng ta có vàng và chúng ta có cả BTC và crypto nữa các bạn thì đó là một cách suy nghĩ đương nhiên điều đó có thể xảy ra rồi thuận không biết được là cái nhu cầu để mà mua công trái phiếu này là bao nhiêu các bạn đương nhiên khi bán công trái phiếu đó là những người bình thường như là thuận với các bạn cũng có thể mua những ngân hàng trung ương khác cũng có thể mua ngân hàng trong nước cũng có thể mua ngân hàng quốc tế cũng có thể mua ai cũng có thể mua những công trái phiếu này họ mua để họ kiếm lời tại vì công chiếu hoa kỳ ra thì coi như là một cái mảng đầu tư mà không có rủi ro tại vì Hoa Kỳ chưa bao giờ vỡ nợ các bạn thì các bạn mua tới đúng hẹn họ sẽ trả lại và trả vốn C cứ tiếp tục như vậy cho nên nhiều người xem công trái phiếu của Hoa Kỳ rất là an toàn thì có một số người nghĩ là sẽ có một số nhà đầu tư họ sẽ bán những mảng đầu tư khác để mà đi mua công trái phiếu bây giờ chúng ta có rất nhiều công trái phiếu sẽ bán lên trên thị trường đó là một cách suy nghĩ cách suy nghĩ thứ nhì đó là có khả năng là sẽ không có vấn đề gì đâu Tại vì cái tính thanh khoản bây giờ cái số tiền mặt ở trên thị trường nó cũng không hề nhỏ Cái con số 170 tỷ này đã tuy là lớn nhưng mà hoàn toàn có thể được thu mua Và cũng không ảnh hưởng đến cái số tiền còn lại để tiếp tục đầu tư vào những mảng đầu tư khác Hoặc là chúng ta không thấy nhiều nhu cầu đi thu mua công trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ và nếu như đó xảy ra đó thì ai sẽ thu mua các bạn nếu như mà những ngân hàng trung ương khác không thu mua ngân hàng trong nước không thu mua người dân cũng không muốn mua thì cái số lượng công trái phiếu này sẽ bán cho ai thì câu trả lời chính là bán cho Fed các bạn cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ sẽ là nơi mà thu mua những công trái phiếu này và đó cũng đồng nghĩa là in tiền và khi điều đó xảy ra, các bạn đã biết là tiền sẽ được bơm vào trong nền kinh tế. Ngày hôm nay đây thì có một bài viết được chia sẻ bởi auto Hayes, Arthur Hayes của sàn BitMax thì Arthur Hayes đã chỉ ra được là nếu như mà chúng ta nhìn cái số lượng tiền mà các ngân hàng đã bị rút ra, thì tính trong cái à, thời điểm một tuần thôi, một tuần thôi các bạn, chứ không phải là nhiều tuần, một tuần một thôi, từ ngày 10 tháng 5 tới ngày 7 tháng 5 đã đã có 30 tỷ đô la tiền rời khỏi những ngân hàng của Hoa Kỳ rồi, tại vì chúng ta đã biết là có một số người lo sợ về những cái sự kiện ngân hàng sụp đổ gần đây và nếu như chúng ta nhìn so với một năm trước đó thì tổng số lượng tiền mặt trong ngân hàng bây giờ chỉ còn có 17.15 nghìn tỷ so với lại một năm trước đó là 18.03 nghìn tỷ con số mất đi không hề nhỏ thì điều này có nghĩa là gì điều này đó có nghĩa là chúng ta có thể thấy được có rất nhiều tiền mặt họ rời khỏi ngân hàng thì bây giờ tiền mặt nó nằm ở đâu các bạn một số thì nằm ở à, những cái money market có nghĩa là nằm chờ đó mà thôi chứ không có à, làm gì hết các bạn thì họ nhận được à, có thể là một cái phần lãi suất rất là thấp và cái số tiền đó trên căn bản cũng không có đầu tư về chứng khoán tài nếu như họ muốn đầu tư họ đã đầu tư rồi thì bây giờ có những công trái phiếu này và nhất là những công trái phiếu ngày mai bán sẽ những công trái phiếu ngắn hạn trong đó chúng ta có thể thấy được những không trái phiếu có thể là có cái à, thời gian hết hạn vào 4 tuần, 8 tuần, 3 tháng, 6 tháng mà thôi thì cái số tiền nằm trong money market đó có thể là sẽ được dùng để mà đi thu mua những cái số lượng công trái phiếu này nói chung đó, thì cái mà chúng ta cần phải có sự chuẩn bị là trong tuần tới này đó có thể là sẽ có nhiều cái sự dao động tùy theo là cái số tiền mặt dùng để mà mua công trái phiếu sẽ là bao nhiêu và người ta có bán những tài sản như là chúng ta nói tới là cổ phiếu rồi vàng hay là thậm chí btc crypto để mà thu mua công trái phiếu hay không đó, thì chúng ta không biết ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu biết nhưng mà ngắn hạn Giá dao động ok nhưng mà dài hạn đó đó là điều mà thù mua các bạn chú tâm đến nhiều hơn. Bây giờ đó thì chi tiêu đã không còn giới hạn nữa cho tới năm 2025 thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ bắt đầu chi tiêu dựa theo những khoản đã định ra trước đây và cũng sẽ gián tiếp đem tiền vào trong nền kinh tế các bạn thông qua giống như là lương hưu cho những người mà à, họ đã nghỉ hưu rồi hay là lương cho nhân viên làm về nhà nước vân vân, thông qua những cái đó cũng sẽ gián tiếp đưa tiền vào trong thị trường này và các bạn cũng nên hiểu là tất cả những cái công trái phiếu mà không bán hết được thì fed sẽ thu mua cũng đồng ý là fed lại in tiền tiền lại được bơm vào trong thị trường dài hạn đó là điều mà chúng ta cần phải quan tâm đến nhiều hơn dài hạn đó thì không có gì thay đổi hết các bạn tiền đô la sẽ ngày càng tiếp tục mất giá và những tài sản ngày lại càng sẽ được đẩy lên càng nhiều tiền được bơm vào trong thị trường đó thì sẽ càng có thêm cái dòng tiền có thể đi vào những mã đầu tư khác nhau đó là cái tầm nhìn dài hạn mà thường muốn chia sẻ với các bạn còn ngắn hạn đó giống như là ngày mai một tuần hai tuần tới đây giá có thể lên có thể xuống cái đó chúng ta không biết được nhưng mà cái mà thường muốn chia sẻ là chúng ta nên có một cái sự chuẩn bị tâm lý giá có thể xuống đó là điều hoàn toàn có thể các bạn hoặc là vấn đề này không phải là một vấn đề gì hết á, tại vì cái à, tính thanh khoản trong thị trường bây giờ rất là cao cho nên cái số lượng công trái phiếu này có bán ra nữa cũng không có sự ảnh hưởng. Chúng ta sẽ biết sớm. Đó là cái điều đầu tiên quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thứ nhì nữa đó là chúng ta nên hiểu là những cái công trái phiếu mới này sẽ có lãi suất cao hơn những công trái phiếu cũ à, tại vì sao các bạn? Tại vì Fed liên tục tăng lãi suất mà nó có giảm lãi suất đâu. Và Fed tăng lãi suất như vậy đó thì không tốt cho chính phủ hoa kỳ chút nào ở các bạn tại vì sao tại vì khi mà Fed tăng lãi suất, những công trái phiếu mới bán ra ở cái mức lãi suất cao hơn cũng đồng nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ phải chi tiêu nhiều tiền hơn để có thể trả lãi suất cao hơn và chi tiêu nhiều tiền hơn lại dẫn đến là chính phủ Kỳ lại phải bán thêm công trái phiếu của bạn chúng ta đi vào à, một cái vòng tròn như vậy mà không thoát ra được. Và các bạn cũng biết là ai đang lưu trữ rất nhiều những công trái phiếu cũ có lãi suất thấp hơn, đó chính là những ngân hàng địa phương các bạn và chúng ta cũng đã thấy chuyện gì xảy ra rồi. Khi mà Fed tăng lãi suất mà không nghĩ đến hậu quả, SBB hợp lực đều sụp đổ Rồi thì Fed lại phải in tiền để mà cứu những ngân hàng cứu nền kinh tế rồi chúng ta thấy được làm phát lại xảy ra rồi Fed lại phải tăng lãi suất chúng ta cứ đi theo một dòng đó hoài cho nên khi mà các bạn zoom ra nhìn dài hạn đó thì thời điểm khác nhau bối cảnh khác nhau tình hình khác nhau, tin tức khác nhau Nhưng mà có một thứ đó chính là kết quả đều giống nhau các bạn Và zoom out dài hạn đó là cái lập luận đầu tư của Thuận và nhiều bạn vẫn là lưu trữ tài sản dài hạn Chúng ta đương nhiên phải có một số tiền mặt nhưng mà tài sản là điều quan trọng nhất Tại vì không có gì thay đổi dài hạn hết các bạn Những lý do tại sao mà tài sản tăng mạnh năm 2020, tài sản tăng mạnh 10 năm trước đó rồi 10 năm trước đó Tại sao mà tài sản cứ tăng mạnh hoài trong vòng mấy mấy chục năm qua, cả trăm năm qua Thì những lý do đó cũng sẽ là những lý do tại sau tài sản đã tăng mạnh trong tương lai đó là cái lòng tin trung thượng và lập lượng đầu tư lần này sẽ không khác các bạn tại vì sao tại vì lòng người sẽ không khác tham lam và sợ hãi sẽ mãi mãi và mãi mãi có và chúng ta cũng đã thấy được là nếu như chúng ta chỉ nhìn vào T-bill đó T-bill có nghĩa là những cái công trái phiếu ngắn hạn Như thường chưa chia sẻ với các bạn là có cái là 4 tuần, 8 tuần 13 tuần, 17 tuần cũng có và một năm cũng có các bạn Nhưng mà cái mà các bạn muốn lưu ý đây đó, đó chính là cái phần trăm lãi suất Phần trăm lãi suất nói chung bình là khoảng hơn 5% một chút Bây giờ đó lãi suất đang ở mức cao khiến cho nhiều người đó Người ta nghe nói là đầu tư vào công trái phiếu mà có được 5% lãi suất Trong khi mà trong lịch sử của chứng khoán đó, nếu chúng ta chỉ nói những chỉ số lớn như là Dow Jones, S&P 500 thì một năm trung bình là lời khoảng chừng 8 tới 10% mà thôi thì nhiều người cho là 5 trăm mấy phần trăm mà coi như không có rủi ro thì quá tốt rồi. À, cho nên chúng ta thấy được là lại có nhiều người có hứng thú muốn đi mua công trái phiếu hiện bây giờ nhưng mà họ lại quên một điều. Đúng là công trái phiếu bây giờ đã trả lãi suất là hơn 5%, nhưng mà chúng ta cũng đừng có quên là chỉ số phần trăm lạm phát CPI đó là 4.9% các bạn và chúng ta nếu nói tới core CPI à, có nghĩa là chúng ta không tính lương thực và thực phẩm là 5.5% thì chúng ta cứ nghĩ đi core CPI là 5.5% không trái phiếu Hoa Kỳ ngắn hạn chỉ trả có khoảng chừng 5.1 5.2% mà thôi thì các bạn làm sao mà có lời được cho nên vì lý do là cái phần trăm lãi suất đang ở mức cao khiến cho nhiều người đó không có nhận được điều này các bạn nhưng mà Fed sẽ không thể mãi giữ lãi suất cao được như là những lý do thường vừa chia sẻ với các bạn à, và khi mà fed giảm lại sức xuống đó thì cái phần trăm công trái phiếu đã không còn hấp dẫn nữa người ta lại sẽ đi tìm kiếm những nơi khác để có thể kiếm được lợi nhuận cao hơn và những nơi đó đó chính là những tài sản các bạn như là chúng ta nói tới là cổ phiếu bất động sản vàng crypto và đó là lý do tại sao mà chúng ta tích lũy và có tầm nhìn dài hạn tại vì không biết được ngày đó là ngày nào nhưng mà ngày đó sẽ đến các bạn và khi ngày đó đến mọi thứ lại sẽ đâu vào đó và nếu chúng ta theo dõi những thông tin thì hầu như tất cả đều hướng tới năm sau 2024 và năm 2025 sẽ là những năm có cái lợi nhuận tốt cho những tài sản và đặc biệt đó chính là BTC tại vì chúng ta có Bitcoin Haven và khi mà BTC có sự tăng trưởng thì chúng ta thấy được là cả crypto cũng sẽ có sự tăng trưởng cùng với lại BTC một số bạn có hỏi Thuận về chỉ số DXY Tại vì công thông sang hỏi Thuận là Thuận ơi Bây giờ chúng ta đã thấy được là nợ trần đã được giải quyết Thì chẳng khác gì tiền lại được in ra Thì chẳng khác gì đồng đô la sẽ mất giá Tại sao mà DXY lại vẫn mức cao Và thậm chí gần đây đó lại tiếp tục tăng lên các bạn Ở mức là 104 điểm Hiện bây giờ thì có một số người suy nghĩ là khi mà nợ trần thông qua giống như là bây giờ đã thông qua rồi đó thì uh, bộ tài chính sẽ bán công trái phiếu và sẽ hút nguồn tiền trở về khiến cho ít đồng đô la trên thị trường hơn và đây là cái lập luận mà tại sao mà chúng ta lại thấy uh, DXY lại có cái sự tăng trưởng trong thời gần đây thay vì là giảm xuống và đương nhiên chúng ta muốn DXY xuống dưới 100 điểm cho tới giờ vẫn chưa xảy ra các bạn lần cuối cùng mà chúng ta thấy được là DXY dưới 100 điểm nó đã cách đây rất lâu rồi các bạn Cái mức thấp nhất chúng ta biết là 100 là một điểm Nhưng mà cái lần cuối cùng mà dưới 100 điểm đó chúng ta phải trả trở về tới tháng 4 của năm 2022 Cho đến bây giờ đó chúng ta thấy được là đã giảm so với cái mức cao là 112 điểm Nhưng mà vẫn chưa chính thức xuống dưới 100 điểm Và DXY là cái chỉ số mà nó có sự tương quan âm với tình hình tài chính nói chung Khi mà DXY tăng đó, thì thị trường tài chính là một màu, màu đỏ và ngược lại các bạn rồi đó là cái thông tin lớn đầu tiên liên quan đến những gì sẽ bắt đầu xảy ra ngày mai Điều thứ nhì tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta đã có cái thông tin cập nhật mới nhất liên quan tới cái thành viên của OPEC Plus là những cái quốc gia mà sản xuất nhiều dầu đó các bạn thì những quốc gia này họ đã gặp cuối tuần này ở Vienna và họ đã đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng dầu thô đến năm 2024 có nghĩa là cái sản lượng mà họ đã ra quyết định là cắt giảm cái đây vài tháng đó họ sẽ tiếp tục cho đến cuối năm sau rồi các bạn Ngoài ra đó thì Ả Rập Saudi đã cam kết họ sẽ tự nguyện cắt giảm thêm một triệu thùng mỗi ngày Đồng thời đó nói thêm là họ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để ổn định thị trường dầu Và Nga sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 500 thùng mỗi ngày cho đến cuối tháng 12 năm 2024 OPEC Plus thì bây giờ họ kỳ vọng là có thể giữ được mức giá dầu là từ 80 đến 90 đô một thùng thay vì 100 đô là kỳ vọng trước đây. Thì các bạn đã nhớ là trước đây đó khi mà có cái thông tin đột ngột là họ cắt giảm sản lượng dầu đó thì đã dẫn đến là hợp đồng dầu đã tăng lên nhanh chóng từ mức là 70 đô lên tới 80 đô nhưng mà đã sau đó ngồi trở lại và thậm chí xuống dưới 70 đô thì gần đây. Hôm nay đã có cái thông tin này tiếp tục sẽ cắt giảm dầu và thậm chí chúng ta đã vừa nghe là Ả Rập Saudi và nước Nga đó sẽ tình nguyện cắt thêm sản lượng dầu nữa tại vì họ muốn hạn chế cái nguồn cung đó các bạn. Khi mà hạn chế nguồn cung thì họ hy vọng là giá sẽ được đẩy lên. Nhưng mà chỉ đáng tiếc là các bạn thấy nền kinh tế bây giờ đang rất là mềm à, chúng ta nói tới nền kinh tế nói chung chứ không phải riêng một quốc gia nào hết á. cái nhu cầu dầu bây giờ có thể đã thấp hơn nhiều so với trước đây cho nên tuy là cái nguồn cầu giảm xuống các bạn nhưng mà nguồn cung bây giờ chắc cũng rất là thấp luôn cho nên chúng ta thấy được là hợp đồng dầu đã tiếp tục ở mức thấp các bạn nhiều người khi mà nghe thông tin này hồi sáng này đó trước khi mà có hợp đồng tương lai thì nghĩ là hợp đồng dầu có thể tăng lên tới 80 đô thậm chí hơn nhưng mà chúng ta thấy là cũng tăng nhưng mà chỉ có 2.6% mà thôi đó là cái thông tin liên quan tới dầu và đương nhiên đây là một cái đề tài rất là quan trọng tại vì dầu giàu là một trong những nhiên liệu mà được sử dụng khắp nơi các bạn và đặc biệt là ở trong sản xuất và dầu đương nhiên các bạn là sử dụng để mà đổ xăng và dầu được sử dụng trong vận chuyển tất cả những cái đó đều sẽ ảnh hưởng đến phần trăm lạm phát các bạn tại vì khi mà chi phí dầu tăng lên thì những mặt hàng cũng sẽ tăng lên dẫn đến lạm phát tăng lên cho nên chúng ta muốn dầu ở mức thấp nhưng mà bây giờ những quốc gia này thì nói là dầu bây giờ ở mức này thì họ không có lợi nhuận được họ cần phải giữ giá dầu ở mức là 80-90 đô đó là thông tin thứ nhì Thank <laughs> you.